Chào mừng các bạn đến với chuyên mục điểm tin của Crypto 60S. Thị trường crypto hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Một Indonesia muốn mở sàn giao dịch crypto quốc gia. Theo Bloomberg, Indonesia đang cân nhắc thiết lập một sàn giao dịch tiền mã hóa cấp quốc gia. Hiện tại, tiền mã hóa đang được quản lý bởi cơ quan quản lý tài sản kỳ hạn của Indonesia, BBRI. Sau đó, sẽ được chuyển giao sang cho cơ quan dịch vụ tài chính trong vòng 2 năm tới. Indonesia là một trong số ít các quốc gia thuộc khu vực ASEAN đã được ra lập trường pháp lý rõ ràng cho tiền mã hóa, cho phép hoạt động giao dịch crypto nhưng cấm sử dụng trong thanh toán. BBRI còn cấp phép giao dịch cho 383 tài sản crypto và 10 đồng tiền mã hóa có nguồn gốc từ Indonesia, ngoài ra còn đang thẩm định đánh giá 161 đồng tiền khác. Sàn giao dịch tiền mã hóa cấp quốc gia của Indonesia có thể được lập với mục đích gì đó chưa rõ ràng trong thời điểm hiện tại, nhưng đây vẫn là một tín hiệu tích cực đối với ngành crypto. Hai Coinbase bị chính quyền New York phạt 50 triệu USD vì quy trình xác thực lỏng lẻo. Theo New York Times, sàn Coinbase đã bị chính quyền thành phố New York phạt 50 triệu đô la sau khi bị phát hiện không tiến hành xác minh danh tính CEIC kỹ càng, qua đó vi phạm quy định phòng chống rửa tiền của bang. Cụ thể, các điều tra viên đã thu thập được hơn 100.000 cảnh báo về những giao dịch nghi vấn đã không được phía Coinbase kiểm tra đầy đủ. Sàn cũng bị cáo buộc đã không xác minh kỹ càng danh tính của khách hàng trước khi mở tài khoản cho họ trong khoảng thời gian từ năm 2018 cho đến nay. Sự lơ là trong công tác tuân thủ của Coinbase còn lên đến mức buộc nhà chức trách phải ra lệnh cho sàn phải thuê thêm một đơn vị giám sát bên ngoài để trợ giúp. Sau khi đóng phạt, Coinbase vẫn sẽ phải làm việc với đơn vị này thêm một năm và chờ quyết định đánh giá sau cùng của New York. Bernanke cần thêm thời gian để giải quyết khủng hoảng. Theo Coindesk, trong thư gửi đến nhà đầu tư vào ngày 4 tháng 10 năm 2023, giám đốc điều hành của đơn vị ho vay tiền mã hóa Genesis Trading là ông Deser Elim thừa nhận vẫn chưa tìm được giải pháp cho tình hình gián đoạn hoạt động hiện tại của công ty. Vị CEO mong muốn có thêm thời gian để cân nhắc các lựa chọn khác. Ông viết, dù chúng tôi muốn xử lý tình hình nhanh nhất có thể, đây là một quá trình phức tạp và sẽ cần thêm thời gian để xử lý. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm giải pháp cho dịch vụ cho vay của mình và cam kết sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Genesis đã để mất hơn 900 triệu đô la tiền gửi của khách hàng sau khi FTX sụp đổ. Công ty mẹ DCG cũng bị cuốn vào cơn khủng hoảng vì những giao dịch nội bộ không được tiết lộ. 4. Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu số cổ phiếu Robinhood trong vụ tranh chấp của FTX. Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 450 triệu USD cổ phiếu do Robinhood tranh chấp trong vụ FTX được mua vào giữa năm 2022. Theo thông tin từ tòa án Delaware, nơi chịu trách nhiệm về vụ phá sản của sàn FTX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã quyết định can thiệp và tịch thu 450 triệu USD cổ phiếu đang tranh chấp giữa FTX và các bên liên quan. Lệnh tịch thu được tòa án New York, nơi thụ lý cáo trạng buộc tội lừa đảo và gian lận của Bộ Tư pháp Mỹ đối với cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, đưa ra với lý do làm tăng vật phục vụ cuộc điều tra nhắm vào nhân vật này và những sai phạm tại FTX Alameda. Sở dĩ ai cũng muốn giành quyền sở hữu lượng cổ phiếu này là bởi nó là tài sản thanh khoản cao duy nhất mà FTX Alameda nắm giữ, vốn có thể dễ dàng chuyển thành tiền mặt.